Ôi, nó gắp được cái miếng thịt luôn kìa. Rồi, dư tiêu chuẩn. Thấy môi cá chép của mình nhai không? Đó. Môi cá chép mài đỉnh. Nhìn nó tới đá không? Đó, chấm tí muối cho vào miếng. Bè tới từ bát ăn thịt nó ngọt lim luôn. Làm thêm chai bia nữa, trời nắng nóng nữa. Ôi trời, còn gì bằng hả mọi người? Còn gì bằng? Xin mời mọi người nha. Nếu mà ai chưa biết thì mình chỉ cho mọi người cách phân biệt gà đực và gà cái nhá. Thì cái con mà có cái yếm này, mình hay gọi cái yếm nhỏ này là đực này. Còn con mà có cái yếm nó bự như này là gà cái nhá. Đó. Hai con này mình mới bắt lên này, mà nó nhỏ lắm. Kịp. Màu thì chưa chắc đâu. Mình bắt lên nhỏ quá cho nên mình thả lại nhá. Mình mới bắt lên đường con này bị mất một cái càng rồi này. Đực. Để coi này, dài bao nhiêu nhá. Wow, nó một vừa đẹp luôn. Rồi, con này được lấy nhá. Cho vào thùng. Tối nay mới bắt được hai con. Đòi kẹp cái tay này. Đây, có một anh bán ở trong này nữa. Đó. Bình thường mình hay cho được xong rồi bỏ oxy vào cho nó cháy. Mà tối nay không đi tỉnh, không tỉnh đi bắt lâu á, cho nên là thôi để như vậy cũng được. Chút về luộc luôn cho nó tươi. Đó. Rồi bây giờ check cái lồng này thì coi có gì nha. Không có gì. À, có con cua nhỏ xíu. Rớt rồi. Thử cái này. Biển hôm nay gió quá. Không có gì luôn. Cái này cũng không có gì. Hôm nay biển gió to nhưng mà ở ngoài cái chesty này người ta đi câu nhiều lắm, đi thả ghe cũng nhiều, cái đi chơi vui là chủ yếu mà. Ok, chúng ta kiểm tra lại, tổng kết lại cho mọi người xem thành quả tối hôm nay của vợ chồng tụi mình nha. Đó, thì tối hôm nay được tiếp 6 con là đúng sai tiêu chuẩn để mang về. Sáng nay tới thì được 6 con, tối nay thêm 6 con nữa là nguyên ngày hôm nay là được 12 con. Đó. Mấy cái con mà giống như 10 xăng rưỡi hoặc gần 11 xăng á là bắt được nhiều lắm, tối nay bắt qua trời luôn. Nhưng mà tại vì nó không đúng tiêu chuẩn cho nên là tụi mình phải thả lại. Nhưng mà không sao hết. Đi chơi bắt có thành quả như thế này là vui lắm rồi. Đã quay vlog đấy, cái xe này là chạy qua này. Tại vì sao mình cười á thì sau này tương lai mọi người sẽ biết. Mọi người nhớ chú ý nhá. Chiếc xe đó nhá. Tụi mình á là ở bên phía bên kia. Đó, bên kia có cái caravan park á. Đó, là tụi mình ở bên phía đó. Mà đi ra biển rất là gần gần luôn. Đó. Thì mình thuê cái cabin nhỏ nhỏ ở bên kia. Đây. Đó, đi bộ ra cái chỗ này chắc là
2 phút. Ừ, 30 giây. Nhưng mà lý do mình đi xe là tại vì chút nữa mình sẽ chạy thẳng xuống dưới này. Đó, mọi người thấy chưa? Xuống dưới đó là dưới cái chỗ bắt ghế. Đó, rất là gần luôn. Đó, mà đồ bắt ghế trên xe rồi, cho nên phải chạy xe. Chứ không nếu mà ăn á, là đi qua chỗ này tiện hơn. Đây, để mình quay cho mọi người xem. Thì chỗ mình order đồ ăn nha. Tiếng nói tên là cái này. Đó, đây là cái menu này cho mọi người biết này. Chưa? Rồi, chút nữa đồ ăn ra mình sẽ quay cho mọi người xem nhá. Đồ ăn vừa mình mới order mới ra này mọi người. Đó. Hai người mà vừa mình order hơi ít. Quay cho mọi người xem. Đó, ăn có hai người thôi. Trời. Đây mọi người thấy vừa mình order đồ ăn cho hai người này, đã chưa? Ăn được chừng nào mới hết đây. Đó. Món này món gì em? Beef schnitzel. Ừ, beef schnitzel. Đây là cá chi? King George Whiting. À, đã chưa? Đó. Bịt này để bịt kia nữa. À, sandwich. Sandwich bò hay sao á? Ôi trời. Ngon chưa? Mình đi mấy chỗ mà thấy có cái chỗ này dễ thương nhưng mà nghe này. Người ta phải tăng giá. Nhưng mà tại vì người ta giải thích là nhiều thứ vật giá là tăng giá cho nên người ta phải tăng. Đó, dễ thương chứ. Người ta không cần làm được nữa. Nhưng mà mình thấy làm như thế này là rất là hay. Rồi, bây giờ xin mời mọi người nhé. Tụi mình chuẩn bị ăn xong cái bữa tối mọi người ạ. Lúc này mình bảo với mình là hai người mà mua hơi ít chứ. Bởi vợ mình vô quật thêm một hũ salad nữa. Yeah. Mà cùng mày là ăn gần xong rồi. À, đồ ăn ở đây ăn cũng được. Yeah. Vợ mình thì kêu ngon, mình thì thấy hơi nhàn tí. Nhưng mà có thêm tìm muối là ok. Kêu cá tươi. Cái cá vợ mình gọi hôm nay nghe bảo nó đi câu về á, cho nên tươi lắm. Thường thường tụi mình đi thì hay chuẩn bị đồ ăn rồi. Nhưng mà cũng muốn đi ra ngoài mấy cái chỗ mà địa phương này này, ăn vài bữa để gọi là vừa đi chơi mà vừa ủng hộ cho địa phương người ta. Thì như vậy thì tốt hơn. Đó. Thì mà cùng ăn để cho biết nữa. Rồi. Mình sẽ quay thêm những cái chuyến đi chơi của tụi mình cho mọi người xem nhé. Đi sáng sáng lắm. Đây, vợ mình mới kéo lông từ dưới biển lên này. Là mấy con vi sinh vật đó. Này, nó đang ăn cái mùi của mình là phát sáng này. Bây giờ mình mới điền cái của cái camera mình lấy nhá. Đó. Đâu thấy gì đâu. Đúng không? Mà bây giờ coi. Con này. Ừ, mấy con lít này. Thấy chưa? Đó. Là mấy cái con nhỏ nhỏ và là mấy con phát sáng lắm. Bây giờ tắt nha. Rồi, lại này. Đó, thấy chưa? Phát sáng này. Thấy không? Lần đầu tiên thấy ở ngoài đời luôn á. Đây mọi người. Mới câu thêm được con mực nữa này. Tối nay là lần đầu tiên mình tập câu mực luôn á. Mà tối nay mình quất một quả 4 con. Wow. Đã chưa? Bự lắm. Đừng có rớt nhá. Wow, đã chưa này. Đây, để mình tắt đèn ạ. Đã chưa? Con này là con thứ tư của mình trong ngày hôm nay. Lần đầu tiên đi câu mực. Ôi, nó ăn rách cả con tôm luôn kìa. Wow. Đã không? Con này nó dính biệt tư lúc nào rồi á. Mới đi kiểm tra sau khi thấy con này. Wow, nhìn này, sướng chưa? Mế. Đây, quay cho mọi người xem cái thùng này. Đây, mở cái thùng ra. Đó. Trong 3 con rồi, giờ thêm 1 con nữa. Đó, đã chưa? Đây, cho xuống dưới đất. Ây, đừng trước mặt nó xịt mực ạ. Mà con này nó ăn ghê thiệt.
Nó ăn mà hư cái con tôm già của mình luôn này. Là chứng tỏ nó mắc lâu lắm đó. Cái này, nó bầu ghê. Wow, con này của mình mới mua. Đi câu mực lên đâu. Hôm nay câu được 2 con từ cái con này ra mà giờ nó nặt bẹt luôn này. Thì mình thấy á, người ta câu xong là thường thường người ta kêu là giết. Ui trời, thấy chưa? Wow, cái này chưa. Cái này chưa phải mực nó mới xịt nước đấy nha. Một hồi nó gạt gạt ra làm cái pạc. Bắn mực ngay là đi luôn bộ áo quần á. Đó. Đó. Thì mình bảo, mình nghe người ta bảo là câu con này là câu xong lên là phải diệt nó cho nó tươi hay cái gì ha hai em? Thì nghĩ là cho nó out of misery. Ờ. Nhân tạo. Đây. Thì thường thường thấy người ta chặt đây một cái là đổi mau liền cái nhá. Này, giờ coi mình. Đó, thấy chưa? Rồi, về là xong hết đó. Về cho vô thùng. Wow, đào quá. Hôm nay thật là may mắn. 4 con. Ê. Chuyển đi chơi này. Hôm đó, còn sống. Hôm nay không bắt được ghẹ mọi người ạ. Ờ, hôm nay sáu á, không bắt được ghẹ. Nhưng mà hôm nay lại câu được nhiều mực. Quá thích luôn. Là cái chỗ mà tụi mình đi bắt ghẹ này là nổi tiếng về câu mực luôn á. Cho nên mọi người mà tới đây bắt ghẹ thì nhớ mang thêm đồ để câu mực nữa nha. Cứ thả như mình này. Mình thả, mình để cái pháo về thôi. Đó, cái môi giả này. Xong để cái pháo đó. Nó lênh đênh trên mặt nước như vậy. Là hên thì dính mà không hên thì không có mực thế thôi. Đó, nhưng mà không phải làm gì hết á. Mà lần đầu tiên mình câu luôn á. Thêm một con nữa. Đấy. Wow, sắp rửa ra luôn này. Tại con này mình bị mix xong cái mình móc nó lại được. Này cho mọi người xem này. Ui trời. Này thấy chưa? Tắt cái bẹt. Wow. Thấy đà chưa? Con từ năm nhá. Đây xin tổng kết thành quả tối nay của vợ chồng mình. Được tới 6 cân mực. Ghe thì ít được 3 con thôi. Đó, nhưng mà đủ tiêu chuẩn hết. Mấy con nhỏ là thả hết rồi, chỉ giữ lại 3 con. Đó, đây là lần đầu tiên đi câu mực luôn nha mọi người. Con nào cũng to hết đó. Đó, cảm ơn mọi người đã theo dõi nhá. Quay kỹ lại cho mọi người xem này. Này, đã chưa? Xin giới thiệu với mọi người mực tươi, thơm ngon, mới nướng ra lò đó. Chà, còn đây là chén muối thần thánh. Đấy. Ai muốn biết công thức làm cái muối này thì thả cái comment ở phía dưới bình luận để mình chia sẻ cái cách làm muối này nhá. Chà, còn cái con mực này này, trời cân này. Mới đi câu về, ui thịt nó dày, tươi, thơm, ngon. Thấy khói nó bốc lên đã chưa? Đây, để bây giờ mình thử một phát cho mọi người xem nhá, để cảm nhận. Rồi, bây giờ mình sẽ gắp thử một miếng, ăn thử để cho mọi người biết cảm nhận nó ngon hay dở nhá. Chấm vào đây. Giòn quá trời nữa. Thì còn liếm. Ừ, ngon quá. Lâu lắm rồi mình được ăn tươi như thế. Ngon. Ừ. Năm miếng lắm. Đã đây. Còn một món nữa quên giới thiệu với mọi người. Người ta có bánh đa cua. À, thấy chưa? Cho mọi người xem. Đó, bánh đa cua. Mình có bánh đa mực. Đó, bánh đa hải sản. Đó.
này gọi là tô bánh đa sinh viên. Đó, hợp lý chưa? Trời ơi. Làm thử một tí cái nè. Mê luôn á. Còn gì bằng. Xin mời mọi người nha. Thơm ngon. Cho thêm con mực vô nữa. What trời. Ngọt nước. Wow. Xin mời cả nhà nha. Đây là bữa sáng cuối cùng của vợ chồng mình trước khi từ South Australia về tới Melbourne. Thì chuyến đi này là thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật, thứ hai, 4 ngày. Chuyến đi này 4 ngày để đi bắt ghẹ với câu mực. Rất là vui luôn mọi người ạ. Mình biết là tháng 3 này á, đi thì chắc chắn sẽ không có ghẹ nhiều bằng những cái tháng mà mình hay đi là cuối năm. Ví dụ như cuối tháng 12 hoặc tháng 1. Nhưng mà tại vì thời điểm đấy thì đang còn dịch cho nên là tụi mình có book để đi thôi. Nhưng mà vì sợ biên giới đóng cửa cho nên là lúc đấy phải cancel. Đó, xong rồi đợt lễ này lại rất là muốn đi cho nên là thôi mặc kệ. Ghé nhiều thì đi chơi vui là được rồi. Ai ngờ là vừa có ghé ăn lại lần đầu tiên thử câu mực thì lại quất được một hôm là 6 con mực, còn một hôm là được một con, cũng bự lắm. Đó, cho nên là rất là vui. Sau khi ăn xong á thì tụi mình đem đồ ra xe để pack đồ để chuẩn bị lên đường về lại Melbourne. Thì thường thường tụi mình đi chơi như vậy á thì sau cái ngày cuối cùng á là sẽ dọn dẹp cái chỗ tụi mình ở cho nó gọn gàng lại. Đó, giống như mà chưa từng ở vậy á. Thì tụi mình thích làm như vậy cho nó gọn gàng sạch sẽ. Đó, lau chùi tất cả mọi thứ. Đấy, chỗ này hôm qua để ghé á, nó cũng hơi dơ, không dơ lắm nhưng mà hơi dơ, nhưng mà dọn lại cho người ta cho sạch. Đấy, chưa sạch sẽ hết. Thực ra sẽ có người nhận cái công việc lau chùi nhưng mà tụi mình vẫn muốn làm như vậy cho nó sạch sẽ. Đây, mọi thứ ngăn nắp. Đó. Rồi bây giờ tụi mình sẽ chuẩn bị lên xe trở về Melbourne. Rồi bây giờ tụi mình sẽ lên đường trở về Melbourne. Thì chuyến đi này với tụi mình rất là vui. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi video này của tụi mình nha. Hẹn gặp mọi người vào những video tiếp theo của Anh Kể Adventure. Xin tạm biệt mọi người.